Hey, hey, chào mừng các bạn đã đến với channel của Ren. Và vừa rồi thì, đó không phải vừa rồi mà là tuần trước. Một tuần trước mình đã có reaction về Michael Myers. Thì các bạn có thấy Michael Myers mắc cười không? Mình rất mắc cười. Không mắc cười hả? Không mắc cười thì thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với một màn reaction tiếp là của thanh niên Michael Jackson. Ê quên nhầm, Michael Myers. Thì bây giờ mình sẽ vô tiếp nha. Đây là một đoạn clip khác, không phải là clip của clip lúc trước, là những đoạn bị cắt ra ở trong Halloween của Michael Myers. Thì mình thấy thanh niên đó khá là khá là nữ tính. Thì thanh niên đó chơi nhảy dây nè, chơi patin nè, ván nè. Không ngờ rằng là sách nhân dạo này có cái khiếu hài hước từ lâu ra mà không biết nữa. Có khi nào bắt trước bỏ Ren đâu. Mình bắt trước bỏ Ren nha. Mình nói chung là bây giờ mình sẽ vô với một cái clip mới. Clip này được mang tên là Hispanic Halloween 2. Thì mình không biết là cái clip này nó có téo hay không, thì bây giờ mình cứ coi thử thôi. Tại vì mình là một big fan của Michael Myers, cho nên là mình rất thích những cái khoảnh khắc của Michael Myers. Thì ok, có điều là mình đã theo dõi Michael Myers rất là lâu rồi, mình chưa có bao giờ mình thấy được cái cảnh anh ta đi tiểu tiện hay gì hết. Không biết anh ta có nín hay cỡ nào, hay có tập yoga gì không. Ok, bây giờ mình sẽ vô nha các bạn. Play. Đó. Ok nha. Mới vô là một thanh niên kiểu như là ngoan ngoãn đó, mình không hiểu, tự nhiên quét thì quét thôi, còn cầm theo cái khi trên tay làm gì nữa. Rồi ok, thanh niên này khá là đảm đang và khá giống bỏ Ren, rất là giỏi việc nha. Nấu cơm, dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, thay đồ, cho heo ăn, cho mèo ăn, cho con bú đó. Rồi đó, ok thì mình tiếp tục nha các bạn. Mới vô thấy thanh niên này khá đẹp trai rồi. Ai vậy? Tôi vừa giật qua là ai à? Nguyên phải đấy. Cái này mới hết hồn nè, cái này mới hết hồn nè. Ai đây ta? Các bạn biết ai không? Mình không biết. Thôi coi tiếp rồi, coi tiếp mới biết đây ai. Nhưng gì thấy ghê quá. Tiếp mặt mũi rồi, thấy gớm không? Tiếp rồi. Các bạn đấy à? Cái dép à? Cái dép. Cái dép nha, không phải con dao nha. Còn đây là Michael Myers đúng không? Michael Myers dạo này chơi quăng dép rồi nữa. Rồi ok, tiếp tục. Nó đó cái gì vậy ta? Rồi các bạn nghe rõ rồi, nó cái gì nha? Rồi mình mở to cho các bạn nghe nha. Nó ta rất cất tập cái to, nó ta rất cất tập cái tí, có xe rất cất tập Coca-Cola. Rồi. Đó, Michael. Dạo này Michael mới trở về cái thời gọi là thời 8X, cái thời mà còn cắt tóc tỉa nữa, thấy không? Đẹp trai vãi nồi. Hồi đợt trước video, đợt trước mình thấy Michael Myers để undercut, còn bây giờ cắt tóc tỉa. Cái xì tai hay ha. Rồi ok, tiếp tục rồi. Thì mình thấy đẹp trai đó, xấu hơn bỏ đen xíu nhưng mà kệ, tạm thời chấm được. Ok, được. No hay chicochi, no candy. Mình biết luôn á. Dịch ra tiếng Anh có nghĩa là chit a chit. Chit a chit a chit. Không phải đúng không? Chắc có nghĩa rằng là không có Halloween gì ở đây cả, không có lừa hay là lọc và không có kẹp. À, chính xác luôn đó bạn, tiếng Anh đó bạn ơi. Cái này nó viết bằng tiếng gì á mình không hiểu. Tiếng Tàu, tiếng Nga hay tiếng Thái gì đó, mình đoán như vậy. Đó, ok, tiếp tục. Nó xạo ghê. Có rác gì đâu mà giả bộ quét quét rồi nó ghét thật. Ok. Biết đọc chữ không cha? Sao tay đen dữ vậy? Tay đen gì? Không rửa tay rồi nữa. Cái này chắc là bốc đít rồi không rửa tay nữa. Michael mày ở chơi dơ quá. Thôi. Ok. Cửa không khóa luôn. Đi vô như một thanh niên Hà Nội. Đúng là người Việt Nam mà. Nó nói cái gì vậy ta? Mình có thấy rác hết hồn con trồn. Còn Huy đấy, thấy chưa? Mình thấy cái bà này, mình biết là bà này bà vai chính đâu rồi. Nhìn là biết cái mặt bà vai chính đâu rồi. Thế là nhìn mặt bà gớm rồi. Master vale. À,
vậy là bà cầm cái chiếc dép, vậy là mình mẹ của Michael Myers đúng không? Vợ của Michael Myers. Không, không, vợ Michael Myers không có xấu vậy đâu. Bà này phải xấu hơn vợ Michael Myers. Con quỷ. Mình đoán vậy, con quỷ. Hả? Michael Myers rất sợ quỷ. Thở bà này, báo đảm. Nó nhìn bà hết hồn thiệt. Có thể nào bớt, có thể nào giống như kiểu là mình cắt cái vai diện của cái hình này đi được không? Mỗi lần nó ra là mình giật con mẹ. Ấy quên, sorry các bạn, mình nói chồng. Các bạn giật giật cơm ơn hầu. Khách hồ thì chết chơi thì nhau hoài. Ủa bà đâu biết mất không? Nó bảy như ma vậy chơi. Nữa. Bà có bà không? Có đầu tư, có đầu tư nha. Video này có đầu tư nha. Đầu tư bởi một cái chai gì đó. Đầu tư giá 2.500. Mày ơi, tao biết mà, tao biết mày chính. Que no te he dicho que no andes jugando así con tus amigotes. No, it was an accident. Aquí no hay accidentes. It wasn't my fault. Otra vez este desgraciado. Rồi ok, bây giờ mình sẽ phiên dịch cho các bạn nghe nha. Đó, bắt đầu đây, mình phiên dịch cho các bạn nghe nè. Bây giờ mình là vai các bạn này. Đó, bây giờ mình vai các bạn này. Que no te he dicho que no andes jugando así con tus amigotes. No, it was... Nào, đó, bây giờ mình trong vai các bạn này. Mày, không lo đi dọn dẹp đi. Mày còn bời, bạn mày vô đây là cái gì nữa? No, không bời đâu. Nó chính là thằng da đen. Đó, các bạn nghe chữ không? Sư đen, đó, anh da đen. Không có thằng da đen nào ở đây hết. Có con quỷ trắng thôi. No, cái gì đó phô nó mình không biết. Hai thằng đàn ông này mày thích vô đây thì bố mày có thể cân biệt luôn. Vô đây mày. Đó, cái mày của mày à, vô. Đúng là kiểu như là thế giới này bây giờ rất là công bằng, trai nữ bình đẳng. Đối diện solo 1-1. Ok, mày thích đi. Bố mày có hết đây. Đấy, bà mày đây không có tóc nhưng mà bà mày đây chơi cuốn thanh này. Thích gì? Đó, Michael Myers quéo rồi, mình nhìn mặt cứ biết quéo. Sao nữa? Ôi chết bà đây rồi, lâu lại cú cái video được cái một cái khoảng khắc kiểu dường như là bắt lờ luôn rồi các bạn. Đây mình sẽ xà lâu lại nha, cú này nó rất là đẹp đây. Đây mình sẽ chỉnh lại cái tốc độ là tốc độ 0.25. Một cú chí mạng như vậy thôi là đủ đem anh về với vị trí cũ rồi. Ok, tụi mày tỉnh chưa? Mày cắn cần đúng không? Giờ này mày anh đá cái gì cánh kẹo, cánh đá rồi vô mày hút cần xa, mày phê cần đúng không? Mày tưởng mày là Michael Myers đúng không? Bà mày đây, bà mày biết nha, không phải là đeo mặt nạ đâu nha. Rồi, ok, câu chuyện tiếp tục như thế nào? Giờ tiếp tục luôn các bạn ơi. Cô dâu 8 tuổi. Mendigo Freddy Cuco, quieres más? Thấy chưa? Bà cô bé còn sợ cái bà nữa. Bà này dạng quỷ quái thai, lai chó hiếm có, khó tìm. Trời ơi. Đó, bắt đầu mình chuyển sang mình idol cái bà này đó. Ya déjalo. Papá, ¿qué está haciendo aquí? Ya déjalo. Me quebraron mi velador este, nomás viene a hacer cochinado acá que viene. Vậy là trong nhà này không phải bà này làm chùm, chùm cuối là cái bà kia. Coi như là mình để ý trong phim á, các bạn có để ý không trong phim á, những cái người mà kiểu như có quyền lực cao nhất hay là những người mà có gọi là cái dạng không phải loài người nữa mà là loài súc vật gì ấy, quên, phải là cái loài gì sống trong rừng, trong rú, ăn cam su cám heo, là mấy cái người đó thường xấu xấu banh ta lông luôn. Ya te dije que lo dejes. Có vẻ như là cái gia đình này khoái cái kiểu gì vậy? Chơi tán dép quá ha. Pobrecito.
mình méo hiểu luôn. Chưa có cái gia đình nào mà giấu chịu là mày. Ê, mày, mày tôi bây giờ đúng không? Vô đây, vô đây làm bữa cơm nè. À, trước khi mày giết tao thì mày cũng phải ăn no chứ đúng không? Tao đãi mày bữa cơm đó, mày ăn xong đi đó. Thế là mày khỏi cần tính tiền cũng được nữa. Tại vì chút nữa tao chết rồi, cho nên là mày khỏi cần tính tiền. Ok. Anh Michael Bell là những hài vãi trưởng luôn. Rồi ok, video của chúng ta đã kết thúc tại đây. Các bạn có thấy không? Mình để ý là anh Michael Bell trong cái video này ảnh khá là hài hước. Đó, ảnh dường như là ảnh giống như kiểu như là cái video này người ta cho tiền cắt xe có bằng dạy thôi. Anh Michael Bell đâu rồi? Vô đây, cho mày 50.000 nè. Mày đóng đến cái khúc đó vậy thôi nha. Rồi xong. Mình nói các bạn rồi, thấy chưa? Cái bà mặt trắng đó là bả là vai chính đó. Vai chính, Michael Bell là vai phụ thôi. Đó, Michael Bell này vô hả? Anh ghét một cái 50.000 đi ra, get out. Đó. Ok, mình nhìn lại cái cảnh anh dép mình cảm thấy hài hước vãi nồi luôn đó này. Vậy là chứng tỏ là người Việt Nam mình nói có cái câu dép bay là có thật. Các bạn đó, bây giờ các bạn thấy dép bay chưa? Đó, qua video này các bạn thấy rồi đó. Mặc dù là nó trên tay nhưng mà thôi kệ, mình gọi là dép bay đi. Đó, đó vãi nồi. Ok, và vừa rồi là video về Hispanic Halloween 2 của Michael Mayer. Một thanh niên hài hước, đẹp trai, thanh lịch, vô địch kế. Bảo ren một chút xíu, nhưng mà anh ta cũng là một phần rất là yêu thích trong những các bạn nhỏ thích coi phim kinh dị Michael Mayer đúng không? Thanh niên này thì bắt kịp thời đại rất là tốt. Lúc thì undercut, lúc thì để tóc tỉa, lúc thì không có tóc luôn. Thì vừa rồi các bạn xem qua các bạn thấy như thế nào? Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và đăng ký cho channel mới của Bảo Ren nha các bạn ơi. Và mình sẽ hứa là sẽ ra video nhiều hơn. Tại vì giờ này mình khá là bận, cho nên là video trên channel này sẽ ít đi một chút. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem theo dõi của mình. Và bye bye các bạn. Yes.